Nó giá nó rẻ, tính ra nó hơn 700 nghìn một thanh 16GB. Này các bạn nhìn thấy không? Nhiều chip vai cả đáy luôn. Vô cùng là nhiều chip luôn. Đấy nhá, em đếm thử nào. 16GB, 1. Ok, bây giờ là tiếp tục lên RAM. Vâng, thì em mua cái chip gì ạ? Chip E52650V2. Cái chip đấy ấy, thì chỉ sử dụng được bên socket là 2011. Và chipset là thường thường là sẽ là X79. Vâng, thì em mua cái main X79 rồi. Thì cái main đấy nó chỉ hỗ trợ RAM DDR3 nhé. Thì bây giờ em sẽ chọn RAM DDR3. Vâng, tất nhiên em sẽ chọn một cái DDR3 với dung lượng rất là cao. Bởi vì là em muốn cái máy tính này sẽ là RAM khoảng 32GB. Đó. Và em sẽ trên Shopee nó rất là nhiều rồi. Nhưng mà em vẫn nói là em sẽ muốn mua ở nước ngoài. Và em sẽ thử mua ở nước ngoài xem cụ thể hơn, đó là Trung Quốc ấy. Thì xem là cái RAM DDR3 nào sẽ là tốt nhất nha. Ok, thì ngay trên cùng khi chọn nước ngoài nó có một cái là 860.000, 806.000. Và em nhìn rất là nhiều chip ở đây có thể là 16GB đấy. Ok, đúng rồi, nó là 16GB này, bớt 1333. Bớt 1333 nhá, nhìn nhiều chip thế này có khi lại ngon, chả biết có hãng nào, thôi cứ mua rồi thế nào nhỉ. Ok, cứ lưu cái này vào nhá. Bây giờ sẽ tìm tiếp xem nào. Tìm tiếp xem là có cái nào rẻ hơn hay không. Đây, con này nếu mà lấy 16. Không, con này chỉ có 8 thôi, chỉ có 8 là cao thôi. 8GB, em muốn mua 16GB, hai thanh 16GB. Sẽ là một thanh 32GB. Không có, có lẽ là em sẽ mua ở đây mà bán ở combo này. Combo X79 này thôi, em sẽ mua cái RAM này. Sẽ mua cái RAM này nhá. Ok, mua và chờ đợi. Vâng, sau khoảng một tuần thì RAM nó về được các bác nha. Đó, nó gói lại một cái túi màu xám quen thuộc. Thông tin về đây Việt Nam vẫn là đơn vị vận chuyển GVT. Đó, các bác thấy không? Đây, tên của nó là RAM máy tính PC3L10600 đấy. Là nó khoảng là một bớt là 1333. Đây các bác nhìn thấy không? Bớt 1333, đây là RAM 3 này. Đây là hai cái với dung lượng RAM là 16GB. Đó, em tính là em lắp thành 32GB để cho anh em chơi game sướng, nhưng mà bớt thì em chỉ lắp bớt 1333 thôi, à 1333 thôi, bởi vì là RAM 16GB ở bên Trung Quốc nó không thấy, em không thấy là bán bản ra bớt 1600. Thế nào thích dung lượng cao không? Bởi vì bản thân em cũng không chuyên nghiệp lắm về cái vấn đề lắp nó có hợp lý hay không, em có thể cao em mua cho các bác nhé. Và tổng thiệt hại là hết là 1.550.000, tính ra là khoảng hơn 700.000, hơn 750.000 một thanh. Đó, các bạn lại nhìn không? Đơn vị họ chuyển hòa nó như thế này. Bây giờ em sẽ khui nhá, em sẽ mở nhá. Đây, các bạn nhìn em, nguyên si này, nguyên si này. Bây giờ mở ra có vấn đề đó thì cái video này sẽ là cái mà em khiếu nại với Shopee. Wow. Lại xé thôi. Bây giờ này, cái túi này là cái túi chống sốc. Bên trong là túi chống sốc. Hai con rồi, có Samsung đồng hành nhé. Samsung luôn, chắc không phải là Samsung thật đâu. Samsung là gì, có cái thể loại đâu, rất là đơn giản thôi, không trên bao bì thì chỉ có cái này thôi, chỉ có một cái hộp đựng bình thường, không có một cái hộp hay không có thông tin nào cụ thể, mà chỉ có một cái hộp đựng bình thường này. Thông tin trên Shopee mà em mua thì nó báo là mới, nhưng mà như thế này em nghĩ chắc là chỉ là làm lại thôi, chẳng phải mới đâu. Ở Trung Quốc mà giá nó rẻ, tính ra có hơn 700.000 một thanh 16GB. Đây các bạn nhìn thấy nhiều chip vai cả đáy luôn. Vô cùng là nhiều chip luôn. Đấy nhá, em đếm thử nào. 16GB, 1 2 3 4 này, 8 này, 1 2 3 4 5 này, 10 này. Một bên là 18. Bên này cũng khoảng 18 nữa là 36, 36 cộng với còn ở giữa là 37. 37 con tất cả các bạn. Đây, đem thông tin của Samsung này, ghi là Samsung nhá. Đấy, ghi theo Samsung luôn, 16GB này. 2R4PC3L10600R. Có nghĩa là bớt 1333 ấy. Thông tin là sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, một số tem mã vạch cứ ở đây, nhưng mà cái này chắc không phải của Samsung đâu, bởi vì là trên tất cả những cái chip này thì nó không có thông tin của một cái hãng nào cả. Đây, đây đơn giản nha. Đơn giản ở đây em có một cái RAM một tí mắc này. Mua rất là lâu rồi, rất là dùng tốt đấy. Nó chỉ có khoảng 5 cái chip thôi. Bên này là 3 cái này. Bên này nó là 3 cái nữa là 6 này. Đấy. À đây nó chỉ khoảng nói chung là cũng khoảng 8 cái chip. Nhưng mà trên cái chip này nó có ghi chữ kim mắc này, không tiện mắc vào lắm để em bóc thử xem. Trước
chứ còn trên cái này, trên cái RAM mà em vừa mua ấy, nó ghi Samsung nhưng không có chip nào nó ghi chữ Samsung ở đấy cả. Đây các bạn này, đây KingMax nha. Đó, đây là RAM chính hãng KingMax Việt Nam này. Còn đây là RAM Samsung China này. Trên những cái chip rất là nhiều, trên rất là nhiều cái chip này, nhưng mà trên những cái chip này không hề có một chữ Samsung nào cả, và thông tin đều giống nhau. Nếu mà là 37 con quả trời, con Nga không có gọi là cái không liên quan gì đến bộ nhớ đi. Nhưng con này bộ nhớ 36 con mà chia 16 chia 36 nó còn ở hơn 2GB. Đấy. À đâu? Nó còn khoảng chưa đến 1GB, khoảng 500MB. Đó các bác nhá. Đấy, rất là kinh khủng như này. Bây giờ em phải lắp vào thử xem là dung lượng nó có thật hay không. Cái main của em vẫn chưa về. Bây giờ ở đây là em có một cái main là GB H61 nhá. Em lắp thử xem nào. GB H61 hiện tại em đang chạy con này là 2GB 4GB. Tất cả là 8GB. Và bây giờ em sẽ lắp cái RAM 16GB mà em vừa mua vào xem có chạy được hay không nhá. Ok, RAM 16GB đây này. Đó. Lắp thử một thanh vào xem nào. Có vẻ như không được, có vẻ như không chạy. Và có vẻ như không chạy. Thôi, chờ cái MX97 về rồi em sẽ lắp nha. Em lắp cái RAM này vào cái main H61 và cái main H81 thì nó không nhận. Nó không nhận và nó không chạy luôn. Nhưng mà lắp cái main này thì nó mới nhận. Khả năng là những cái main H61 và H81 là những main cổ ngày xưa, nó không hỗ trợ được RAM cao, RAM 16GB. Đây em lắp được hai cái là 32GB tất cả này. Con main này thì chỉ hỗ trợ được tối đa là 32GB RAM thôi,